hai mẹ con bò sau một cái tháng ngày tìm cũng khá là nhiều chỗ của ba anh chị ạ. Rồi, anh ấy cảm ơn cho hai chú nhé. Vâng, với cảm ơn giúp đỡ cho bò, bò. Anh bò. Vâng ạ, ok. Cảm ơn anh vì cái đôi bò được đôi bò để nuôi nó phát triển lên cho gia đình. Vâng ạ, cũng chỉ hy vọng thế thôi. Vâng. Hai mẹ con bò này là phải gặp anh chủ thứ tư rồi, anh em mình mới ưng ý. Trong cái quá trình đi tìm thì thưa các bác là cũng cách đây độ khoảng từ khi là đám ma khô của Ali chưa làm không cũng đã đi chủ động đi tìm, nhưng mà chưa được cái đôi nào ưng ý. Đôi được ưng ý thì giá cả không ưng ý, mà cái đôi giá cả nó ưng ý thì thật sự là cái chất lượng con bò không được như mong muốn. Chính vì vậy mà đến ngày hôm nay thời điểm hiện tại là không đã chốt được một đôi bò cho em bó của ba anh chị ạ. Và giá cả đã làm sao thì tí nữa cô ba anh chị hãy cùng xem trong video. Đây là cho chuồng luôn đúng không? Ngoan nhỉ, bò ngoan nhỉ, nó tự biết đi vào luôn nhỉ. Anh em mình vừa dắt. Nó hiền. Chuồng trại bó hôm nọ anh dặn có xử lý chưa? Dọn dẹp lại các thứ chưa? Ừ, cũng gọn gàng sạch sẽ rồi. Được con bò cái này thì dáng to và cao các bác ạ. Đấy, anh em mình là và theo đúng cái tiêu chuẩn mình là bò độ khoảng 2 đến 3 lứa. Thì cái lứa này lứa thứ mấy anh? Lứa thứ 3 luôn. Đấy, nếu mà khoảng độ lứa thứ 4 thì anh em mình lại không hài lòng lắm rồi, bởi vì đây là cái lứa thứ ba, và con bò con bê bé thì cũng khá là to của anh chị nãy xem ở bên ngoài. Được 3 tháng rồi, vẫn đang ăn sữa nhỉ. Được 3 tháng được cái thì là con bê bé khâm rất là ưng, bởi vì là nó vừa khỏe vừa đẹp, mà con mẹ thì mới đẻ lứa thứ ba thôi. Bò đẻ lứa thứ ba là bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ? Đẻ nhanh thì nó 5 tuổi. À thì con bò này được khoảng 5 tuổi đúng không? 5 tuổi. Đấy, mà con già quá thì là anh em mình không thể nào mua cho gia đình được, bởi vì mục đích mua về là để cho gia đình nuôi và nó sẽ tiếp tục đẻ ra những đứa con, và những cái đứa bò bê bé sau này lớn lên sẽ là những cái thành phẩm, những cái kết quả mà gia đình sẽ dùng, và cái đấy là bán đi để cần gọi như là xoay vòng. Đấy, này lúc đấy mới gọi là làm kinh tế. Chứ mình mua con già quá về rồi nó chả đẻ được bao nhiêu nữa, rồi chả được mấy năm. Con nào cũng đẹp. Bò thì em cũng ít kiến thức về bò, cho em hỏi anh, cho hỏi em hỏi anh Xính là nó sẽ độ khoảng được bao nhiêu thời gian thì nó lại nó đẻ một lứa. Một năm, nếu bò nó con này nó tìm giống mấy lần rồi, nhưng mà không. À, tìm giống rồi đúng không? Vâng. Tìm giống là mình phải đi cho đi mượn con đực người ta chứ đúng không? Vâng, phải đi mượn, nhưng mà mình phải xem trực tiếp nó tìm giống này nó hay nhảy con đấy. Con này nó được 2 tháng này, hơn tháng mà nó tìm giống rồi. Vâng. Nhanh lắm. Thế thì là độ bò đẻ được khoảng bao nhiêu lứa là hết nhỉ anh nhỉ? Bò không quy định được, chục lứa cũng được. À, thì nó gọi số tốt thì nó để gọi là tùy vào cái sức khỏe của con bò mẹ nữa nhỉ. Đấy, bò nghe chưa? Chịu khó chăm cho nó ăn rồi là đầy đủ phòng dịch, phòng bệnh mọi thứ. Đấy, có bất kỳ vấn đề gì nếu mà còn thiếu kinh nghiệm thì có thể hỏi anh Xính, hoặc là bò mà có dấu hiệu nào chẳng hạn. Cần thiết ở đây ngay thị trấn thôi, mình sẽ thuê thú y đến, một là thăm khám bệnh, hai là nếu mà cần thiết là sử dụng thuốc ngay nhé. Một đôi bò nó sẽ là một tài sản rất là lớn đối với gia đình em bó khuyết tật. Đây các bạn, còn bé bé thì không rất là ưng. Đấy, lớn như này, các bác nhớ hồi anh em mình là mua cho A Lúa ấy, thì con bê kia thì nó còn nhỏ hơn con này, mà gia đình bên đó là người ta cũng đòi 18 triệu. Đấy, trường hợp của anh Xính này hiện tại thì là so với thời điểm đấy thì bò hơn đại lên hơn kha khá. Anh là mới đầu trao đổi thì là cũng giá thì là 18 triệu, nhưng mà góc độ thì em cũng là mua làm từ thiện, cô Vân cũng thương bó làm từ thiện, và anh thì cũng ở ngay đây thôi, anh em biết nhau hết, thì anh bớt cho 500.000 nữa thì là giá là 17.500.000 cả đôi này các bác. Đấy, được cái là con bò cũng khâm cũng rất là ưng, cho nên là anh em mình cũng không chần chừ nữa, mình là dắt về luôn.
Bó có thích không? Có. Bây giờ là phần thích là phần mà ai cũng vui rồi, gia đình ai cũng mừng hết rồi. Đấy, bây giờ thì cái việc thứ hai là phải chịu khó chăm, chịu khó cắt cỏ. Tối về lại phải có nước nôi. Đấy, bình thường em nhìn thấy bò của anh Xính này là rất đẹp, chăm rất là tốt. Đây này, bò nó không bẩn một chút nào, tức là chuồng trại cũng phải sạch sẽ. Con bò là chuồng trại bẩn á, chân mới lại người nó ấy, dính bết hết. Đấy, mình nhìn cái mình biết ngay. Đấy, rồi là ăn uống của nó đấy, cũng phải có chế độ đấy. Thường thường chắc ở nhà vẫn cho cái cám ngô pha đúng không? Nấu cám ngô. Nấu cám như nấu cám lợn cho thôi. Đấy, nấu như nấu cám lợn cho đấy. Nhìn là mình biết rồi. Vì thế thì nó nuôi con mới rất đẹp. Non con bê đẹp thì các bác thấy là lông thì nó sẽ rất mượt. Con này là được hay cái? Con được rồi. Được à? Vâng. Thế là đẹp rồi. Thế mấy nữa khi nào nó động dục thì mình lại tiếp tục cho đi phối. Đấy, còn kinh nghiệm như thế nào thì ở đây hai anh em hay chú cháu nhỉ? Hai anh em thì sẽ chủ động hỏi nhau kinh nghiệm nhé. Bó không biết thì phải hỏi. Đấy, còn việc chăn cắt cỏ bình thường cái việc này thì ai cũng biết rồi. Nhà nông mình thì ai cũng biết rồi. Đấy, cỏ thì chịu khó đi cắt một chút. Ok, bây giờ thì anh em mình vào nhà tiếp tục là cái khoản thanh toán tiền nong các bác anh chị ạ. Hôm nay thì mưa các bác ạ. Sau cái một cái đợt nắng nóng kéo dài thì hôm nay trời mưa. Nhà Minh Ngọc thì thời điểm hiện tại các bác anh em thợ bắt đầu là làm mái. Ngọc đâu rồi Minh? Hả? Đi ruộng á? Đây anh Xính, anh ngồi đây. Đây anh ngồi vào đây. Anh Xính thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh 40 rồi. 40 tuổi à? À. Anh thì cũng nhà ở bên kia thôi các bác. Thực sự thì cũng rất là tiện khi mà ở ngay đây ấy thì dắt về rất là gần. Sau khi mà dắt về đến cái qua cái đoạn đường cái hết xe cộ thì anh em mình là mới ghi hình các bác, bởi vì con bê bé ra nó chạy ở đường rất là nguy hiểm nên là cứ phải mấy người kè kè cho nó. Nó bình thường nó toàn ở trong chuồng mà ra ngoài đường cái là nó tung tăng, nó thấy xe nó sợ. Thế là mấy anh em lại hộ tống nhau, bởi vì nó cũng chưa xỏ mũi, cũng chưa thể nào mà buộc dây được. Thế cho nên thì lại là bó thì dắt cái con mẹ, anh em thì kè kè cái con bé đằng sau qua cái đoạn đường nhiều xe rồi xuống thì bắt đầu ghi hình. Mẹ hôm nay đi đâu nhỉ, bó nhỉ? Vừa ở nhà mà. Được rồi, thế về đây, bó cũng về đây đi, ngồi rồi là cũng như những cái nội dung khác thôi. Mua những món quà, mua những cái đã liên quan đến một cái số tiền lớn thì bắt buộc là cháu Khâm sẽ phải làm một cái video. Đấy, ở đây thì có người mua người bán thì nó cũng rõ ràng. Anh nước. Đôi bò này thì nếu mà bán ra ngoài là không bớt à? Không, ngoài thì anh phải bán trên 20 triệu ấy. À, trên 20 triệu à? Vâng. Thời điểm này thì em cũng có biết là giá bò nó cũng lên. Vâng. Giá bò nó có lên, tuy nhiên thì cũng trao đổi với lại anh Xính rồi. Thì là anh em mình mỗi người là vì nhau một chút. Vâng. Cậu này thì cậu khuyết tật, anh ở đây thì anh biết rồi. Vâng. Thôi thì để cho bó có cuộc sống, có cái việc hộ mẹ làm, có động lực hơn thì là thông qua kênh của em, cô Vân ở bên Mỹ là cô cũng trực tiếp là tài trợ với cái một cái số tiền khá là lớn để ủng hộ là việc mua bò ngày hôm nay cho anh đấy. À, cho bó đấy. Thì với cái số tiền là 17.500.000 đồng là anh em mình đã chốt được hai mẹ con bò này. Và sau khi thanh toán tiền cho anh thì chính thức là đôi bò sẽ thuộc về quyền sở hữu của gia đình nhà em bó. Đấy, rất là cảm ơn anh Xính, bởi vì là một cái đôi bò cũng rất đẹp, và được biết thì là anh cũng đang cần tiền để xây nhà đúng không?
thì là cũng quyết định là bán. Thế còn không thì anh em mình đi chợ mua vẫn được thôi, nhưng mà cũng không biết bò khỏe hay là bò xấu hay như nào được. Ra chợ thì ông nào chẳng nói bò tôi đẹp, bò tôi khỏe rồi là muốn bán được để lấy tiền, đúng không? Ở đây mình thì nếu mà có cái việc gì chẳng hạn bò về mà độ được khoảng vài ba ngày hay nó không ăn hay như nào thì còn tôi còn biết hỏi anh Xính, đúng không? Đấy, với lại mình gần nhau này, đặc biệt là hai anh em họ hàng nữa thì không có chuyện là dối trá nhau đâu, đúng không? Thế thì thôi, bây giờ là em thanh toán tiền cho anh nhé. Hôm nay ra ngân hàng thì là họ cũng hết tiền 500, nên là có một cục tiền là tờ 100. Tiền nào cũng được mà. Đếm tiền tờ 500 trước đi nhé. 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 triệu 500 nghìn. Chào em. Tiếp tục là tờ 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tờ là 5 triệu đúng không? 5 triệu, 12 triệu là 17 triệu đúng không? 500 nghìn đồng. Xin mời anh có thể đếm lại để cho cụ thể. Nghĩa là kiểm tra tiền nong luôn cho rõ ràng để hai bên. Sau khi mua xong là không vấn đề gì nữa. Có nhà xem lắm. Mười bảy triệu 500. Con nói nhiều rồi, những gì quế nói lo lộn xộn cho cái này con chỉ câu chuyện. Xem. Trời bắt đầu mưa to rồi. Chè của cô Sen à? Thơm nhỉ? Đây là 10 triệu thôi. Vâng ạ. Đây là 5 triệu. Đây là 2 triệu nữa là 17. 17 triệu. 500. 500, 17 triệu 500. Không thiếu đâu đúng không anh? Vâng, đủ. Thế là thôi, bắt tay một cái. Vâng. Rồi anh ấy cảm ơn cho hai chú nhé. Vâng, với cảm ơn. Giúp đỡ cho bò. Vâng ạ, ok. Vâng. Cảm ơn anh vì cái đôi bò được đôi bò để nuôi nó phát triển lên cho gia đình. Vâng ạ, cũng chỉ hy vọng thế thôi. Vâng. Và cũng thật sự là rất là cảm ơn cô Vân ở Mỹ đã tài trợ cái số tiền này để mua bò. Còn 2 triệu rưỡi là cũng như là trước đây mình trao đổi thôi. Phòng trừ những lúc bò đau, bò ốm mình sẽ dùng trích để mà mua thuốc một thang, nhờ thú y đến thăm đến khám. Chắc chắn là sẽ có. Trong quá trình chăn nuôi kiểu gì là như anh Pó từ trước đến giờ là con bò là có bao giờ là bị bệnh tật gì không? Không, con này chưa. Chưa bệnh tật gì đâu đúng không? Là nuôi được mấy năm nay là nó chưa, mấy năm trước là nó bị viêm da nhưng mà nó chưa bị bao giờ luôn. Con này chưa bị bệnh luôn. Chưa bị bệnh gì đấy. Bò thì thời điểm trở lại đây mấy năm ấy thì nó có nhiều bệnh. Nó nhiều chính bệnh vì vậy mà mình phải cẩn thận hơn, phòng trừ nhiều hơn. Tại vì sao anh dặn Pó là phải dọn dẹp vệ sinh chuồng trại mọi thứ, khử vôi mọi thứ, thì mình nhắc từ cách đây cũng hơn tháng rồi đấy, thì là gia đình cũng làm ok rồi, dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ bò vào là ở và từ nay trở đi là chịu khó là chăm sóc thôi đấy, chịu khó là đi cắt cỏ rồi là như anh Xính chia sẻ ấy, nấu cám lợn cho nó ăn. Nó như kiểu một chế độ sinh hoạt nó còn hơn con lợn đấy. Đấy, mình chẳng ít hơn là nó ăn cỏ thì mình không phải lấy tiền. Cỏ thì đi kể cả đi lên rừng cắt cũng được, hoặc là đi ra nương ngô lấy cũng được đấy. Thì là cũng như mong muốn của gia đình và sự đóng góp của quý vị khán giả nhà hảo tâm,
mọi người đóng góp cho cháu Khâm rất nhiều. Hôm nay là cũng kết nối giữa cô Vân, Khâm cũng đã hỗ trợ được gia đình rồi. Mặc dù là hơi chậm trễ một chút, tuy nhiên thì cũng không phải là trách nhiệm của kênh, mà một phần là từ gia đình, từ các bác biết là từ Ali mất rồi, là mọi cái nó gia đình thật sự cũng chưa có tinh thần vực lại được, thì mọi cái anh em này phải từ từ, công việc lại phải chậm lại một chút. Nhưng chậm lại một chút thì anh em mình cũng tìm được cái đôi bò nó đẹp hơn, nó tốt hơn và có cái giá cả nó hợp lý hơn. Chứ mấy bữa trước là anh em tìm toàn 19-20 triệu, thật sự là đắt quá. Mặc dù anh em không biết thì là giá bò ở thị trường thời điểm hiện tại nó có lên, nhưng mà người ta bán đắt quá thì mình cũng không có đủ số tiền mua anh ạ, không đủ số tiền mua. Chính vì vậy mà cũng may quá là gặp được đôi của anh là hợp lý và bò nó cũng đẹp. Đấy, nói thật luôn, mua xong rồi. Anh vừa nói bảo là con này bán cho người khác thì anh phải bán trên 20 triệu, nhưng mà đang nghĩ bảo là em bò nó cũng là em mình nhìn thấy nó cũng chả đi lại được. Thì mới bảo là thôi bớt cho nó nuôi thôi. Vâng ạ, thế tốt quá rồi. Ok, anh nhận tiền rồi là... Anh bận thì anh có thể về làm công việc của anh nhé. Đây dây, anh cần dây nịt anh cột lại cũng được. Đấy. Bây giờ là cho xem nó một pha chứ. Ok anh. Rồi. Xây quá. Rồi đấy được chưa? Tin là. Cho xe sử dụng như á. Là ta xưa. Có gì nó không biết sau này nó hỏi anh nhá. Anh cũng mong anh truyền đạt lại thôi, bởi vì anh chăm sóc con bò này mấy năm trời rồi, anh sẽ có những cái kinh nghiệm đúng không? Có gì thì nó hỏi anh, sang bảo anh. Sang hỏi anh chẳng hạn, hoặc là nó không ăn cỏ hay là nó như nào chẳng hạn, anh biết thì cái này cái nọ có chỉ cho nó. Chứ em thì em cũng không biết đâu, hỏi em thì dù là đau ốm bệnh tật thì mình có thể là nếu mà như thế thì có thể điện cho anh Khâm, để anh Khâm quen biết các anh thú y chẳng hạn thì anh có thể gọi. Đấy, còn trường hợp ví dụ như kinh nghiệm nuôi hay các thứ có thể hỏi anh. Bây giờ anh là hay là hỏi kinh nghiệm phối giống như thế nào thì chịu khó hỏi anh ấy, đúng không? Anh cũng là tốt với em thôi. Vâng, thì em nói một câu. Anh xin uống nước đi. Vâng. Em xin phép một câu. Mà đang mưa nữa, không biết anh có đang bận gì không? Lúc nãy vừa đi bữa vâng đi làm ruộng xong rồi về, xong rồi nghe bảo có nó sang nhà xong gọi sang anh lấy tiền bỏ. Dạ. Thế bố có gì muốn nói à? Thì nói to lên một tí, ngồi thẳng lưng lên. Bây giờ lại đau lưng. Thì em cảm ơn cô Vân với cháu, cảm ơn cô Vân rất là nhiều đấy. Nếu mà không có cô Vân ý, thì chẳng biết cháu gia đình cháu phải làm biết làm sao để có thể. Chỉ có biết là rất là mừng và rất là vui thôi. Cảm ơn cô Vân rất là nhiều, chẳng biết là người ta như thế nào thì người ta không biết, là cháu cũng chẳng biết nói nhiều, nhưng mà cháu chỉ biết là cảm biết là cô Vân thương cháu rất là nhiều, nhưng mà cháu không biết là cô ở đâu để cho cháu có thể đi gặp cô hay là đi hay là cảm ơn cô thế nào. Thì trải qua video này thì cháu chỉ có biết cảm ơn cô Vân. Chúc sức khỏe cô Vân rất là nhiều, để cô Vân làm gì để có thể thành, cố gắng để có thể làm cái gì thì cũng được cái đấy thôi. Cháu chỉ có biết nói thế, cháu cảm ơn cô Vân rất là nhiều. Không biết nói thì ngồi ngắn gọn được rồi. Cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Và sau khi nhận món quà thì hứa với anh, với cô và các bác nhà hảo tâm rằng sẽ cố gắng hơn, sẽ chịu khó chăm sóc nó. Đấy, để mục đích, bởi vì cô mua cho thì là cho em làm ở nhà, em chăn nuôi, em biết là em không đi làm xa được. Đấy, mọi cái mọi thứ thì cô đã tạo điều kiện hết sức rồi. Bây giờ mua về thì phải chịu khó cùng mẹ, cùng các em đi cắt cỏ, cắt sức khỏe yếu thì cắt bó bé, hiểu không? Em vẫn lên rừng em lấy củi được, thì những cái việc này anh tin rằng là em sẽ làm được. Và chăm sóc nó tốt thì sau này nó tiếp tục đẻ con. Đấy, con này mấy nó lớn thì em lại có thể mang đi bán con bé này rồi chẳng hạn, để mà gọi là có cái thu về ban đầu. Đấy, nó gọi là những cái thành phẩm ban đầu về đấy, về tiền rồi. Đấy, lúc đấy thì là tiết kiệm rồi lại tiếp tục là làm những công việc khác chẳng hạn.
chứ không phải lấy tiền về mình. Tất nhiên là cũng sẽ tiêu vào nhu cầu cuộc sống, nhưng mà vẫn phải dành một phần nó, phần nào đó để tiền tiếp tục xoay vòng. Hiểu không? Đấy, cái đấy, những cái đấy sau này có thể là anh sẽ chỉ bảo em thêm. Đấy, còn bây giờ mình phải từ từ, nuôi con gì cũng thế thôi, nó không phải một chốc một lát là ăn được đâu anh Xính. Nó phải có thời gian tính bằng năm. Mình chịu khó, mình bằng năm, mỗi ngày nó một chút, chứ không phải là mình đùng một cát rồi là mai bỏ em lớn em đi bán, không có. Trên đời này cái gì cũng phải cố gắng, cái gì cũng phải từ từ, không ngày một, ngày hai sẽ không có được cái kết quả gì cả. Anh không, đấy. Anh không, em cảm ơn anh rất là nhiều phát. Cảm ơn anh à? Không biết là bây giờ là nếu không có anh thì chẳng biết là thế nào, em có thể vẫn đối bỏ này, chẳng biết thế nào, gia đình em phải thế nào. Được rồi, anh cảm ơn rất là nhiều. Cố gắng lên, ngoan và nghe lời anh, thì anh hỗ trợ anh cũng cảm thấy là hỗ trợ đúng người, đúng nhà, đúng thời điểm, và làm sao là cũng chỉ mong mọi người có cuộc sống tốt hơn thôi. Như vậy mà không được phép là phải nghe lời mẹ này. Các anh thì sau này các anh xong việc, các anh không còn trách nhiệm ở đây nữa, các anh cũng sẽ đi, các anh còn hỗ trợ những người khác. Đấy. Còn những cái gì mà anh từ trước đến giờ anh dạy, anh bảo em tiếp thu được, em làm theo gì, anh tin rằng là sẽ tốt thôi. Bởi vì không đi đến đâu cũng vậy thôi, góp ý rồi là dạy bảo mọi người là những cái gì mà mình biết, mình trải qua, mình đi học về, mình có kiến thức, mình hơn mọi người thì mình chia sẻ, truyền đạt cho mọi người thôi. Cũng chưa bao giờ từng dạy xấu ai hay là làm dạy người ta làm cái điều xấu gì cả. Mọi người nếu mà nghe được, tiếp thu được và thực hiện được thì không tin rằng là những cái điều đó sẽ tốt và ý nghĩa cho cuộc sống của chính họ thôi. Bởi vì mình là mình trao cho đi những cái hay, cái đẹp, chưa bao giờ là khuyên anh em làm những cái điều xấu hay cái gì hết. Chính vì vậy mà cứ cố gắng tiếp thu, lắng nghe và làm theo đi, tin anh đi nhá. Đấy. Anh Xính, anh bận, anh cứ về trước nhé. Đấy, sợ anh bận thôi, bởi vì anh em thấy anh rất là bận. Anh có tiếng Việt nhé, xong là... Vâng. Rồi. Cho xanh nè, từ nhỏ, nè, từ tu á. Thế cho xanh từ cổ về. Chẳng cho thằng khẳng là bao chìa. Đây là dưới nhu tê thế. Ba chìa là tu tu, như tu bông là thế. Sẽ đàn bao của... thế thương la gì sao đại bao xa tàu nó bao đôi chút thanh này dưới chỉ nhiêu là đâu đâu thứ sao xanh nè từ nhựa thế sao xanh từ củ hành thế dạ đúng là chỉ bao hai lũ chó chỉ chịu chỉ bao hai tàu kho chảo xí giờ thì hai tàu to kia cho nhẹ mà thứ giờ mua nè từ tu à cũng thế thì lu từ tu là nó chỉ lọ theo lọ tà lọ nó theo chân ba tê mình nhọ theo ba tê tiếp cú chúa tê tà hu hu lọ mình đồ à cú vợ nghe chân cú tia lọ đồ po tụ tu nè tê tao chỉ tao lọ ca chân cú tia lọ cho ít chỉ nhu đồ mình thế mà cho sang nè thử nhọ đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn hai chú nhá. Bác cố gắng nhá. Thì đại loại thì là không có thể dịch lại cho mọi quý vị khán giả đang xem thôi. Rằng là bác cảm ơn đến cô Vân, cảm ơn các nhà hảo tâm luôn quan tâm ủng hộ, cảm ơn hai cháu hỗ trợ mua đôi bỏ cho bó khuyết tật nó không làm được nhiều việc, và chúc cô Vân thật nhiều sức khỏe thôi. Đại loại thì cũng là như vậy thôi, vì bác nói tiếng Kinh là cũng không được trau chuốt lắm, nên là cô bác hay chị mọi người hết sức thông cảm. Đấy, có lẽ thì những cái lời cảm ơn của bác thì không cũng đã dịch lại đơn giản như thế thôi đến với mọi người. Đúng không ạ? Vâng. Cháu gì có đúng chưa ạ? Vâng. Cháu thì đơn giản thôi. Cả bó, cả bác, mọi người, Minh hôm nay cũng thế. Vâng. Mình nói ngắn gọn thôi. Đấy. Vâng. Cảm ơn chân thành đến các bác là được rồi. Vâng. Nếu mà nói hay, nói đẹp nữa thì có lẽ thì là đi thay cháu rồi. Vâng. Anh Xính có việc thì anh cũng về trước rồi các bác. Hôm nay thì không cũng rất là vui. Sau khi cái số tiền của cô Vân gửi đến ủng hộ để mà hỗ trợ em bó cái vật nuôi, hôm nay thì cháu Khâm cũng đã giải ngân và số tiền còn dư thì là 2.500.000 đồng. Ngoài ra em bó còn có thêm sự hỗ trợ của bà giống tên ở Vĩnh Phúc và cô Lan Đồng Nai. Đấy, số tiền là 5.500.000 đồng nữa. Cô Lan Đồng Nai là 500.000, bà giống tên thì là 5 triệu. Số tiền còn dư ở quỹ hiện tại là vào 8 triệu đồng. Đấy, 5 triệu rưỡi mới lại 2 triệu rưỡi
thì là vào 8 triệu đồng tròn, không thừa không thiếu. Cái số tiền đấy thì sau này sẽ sử dụng vào công việc khác của các anh chị ạ. Anh em mình sẽ tiếp tục là theo dõi xem sau quá trình được hỗ trợ có được bò, xem em bò là có thật sự là chịu khó như những gì em nói hay không. Đấy, trong cuộc sống thì ai ai là cũng không thể nào mà được điểm 10 hết, chắc chắn là sẽ còn những thiếu sót, những khuyết điểm. Nhưng em bò thì anh em mình thương ở chỗ này là chân tay không được lành lặn, không được đi học, không được có cái cuộc sống khác như ba người khác, là có đủ cha đủ mẹ đủ anh đủ em. Anh thì cũng vừa mất, bố thì cũng vừa mất được thời gian, mẹ thì đến thời điểm hiện tại cũng được gọi là sức khỏe không được tốt nữa rồi. Đấy, trải qua những cái đau thương quá nhiều trong cuộc sống thì thôi, đến thời điểm hiện tại Khâm cũng đã hỗ trợ được khá là nhiều cho đại gia đình nhà em bó rồi. Đấy, bên Ali thì Khâm cũng đã hỗ trợ được tương đối là nhiều tiền, mọi cái, mọi thứ. Và bên bó ấy, rồi là những lúc trao tiền thì cũng trao rồi đúng không? Vâng. Đấy, những món quà là cũng trao, và ngày hôm nay có thêm một đôi bò nữa. Phải gọi là một cái số tiền rất là lớn, 17.500.000 đồng. Anh em mình được một đôi bò rất là ưng ý. Đấy, phải nói là ưng ý luôn. Tới này thì các anh ở đây mọi người xem là có cái giá cả nào hợp lý cho một đôi bò như thế nữa thì anh dùng tiếp tục dùng số tiền quỹ bên chỗ chị dâu ấy, chị Trá ấy, để anh mua cho chị ấy. Cũng muốn mua được một con bò cái như này nữa. Đấy, bây giờ là nhà của Trá là đang có sẵn một con bê rồi, cũng đang dần lớn lên rồi. Con kia con đực con cái nhỉ? Con cái. Con cái à? Đấy thì em ấy cũng muốn mua thêm một con nữa về để nhân giống làm kinh tế. Thì bó xem nãy anh quên hỏi anh Xính, bởi anh bận quá, hoặc là anh Xính, hoặc là anh biết, hoặc là anh ấy người thân còn có chẳng hạn, thì sẽ tìm giới thiệu cho. Đấy, những cái việc này thì gia đình phải cố gắng đi tìm hiểu trước nhé. Đấy, thú thật với các cô các bác thì cái đôi bò này là cái đôi bò thứ tư anh em mình xem, anh em mình thương thảo giá. Và cũng may rằng là hôm nay thì là cái hôm cuối chốt được bò cho em ấy luôn. Từ nếu mà không được thì chắc chắn lại vẫn phải trì hoãn và tiếp tục là đi tìm bò thôi. Đấy, sau khi tìm từ quanh khu vực các xã khác lân cận đến đây thì cũng may là mình tìm được cũng ở gần nữa. Anh ngay qua đường cái em kia một đoạn thôi, chủ bò ngay gần đây, cũng không lo về sự là dối trá gì cả. Bò khỏe, bò bệnh như thế nào thì ở đây mọi người biết hết, với lại anh em biết nhau hết thì cũng không có vấn đề gì đâu. Bò có cái biểu hiện gì chẳng hạn, hay là thiếu cái kinh nghiệm chăn nuôi chẳng hạn, như vấn đề anh dặn, thì tiếp tục là hỏi anh ấy nhé. Không có vấn đề gì thì cứ hỏi anh ấy. Bây giờ là em cũng cảm ơn cô Vân rồi, mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng mà trước khi là để khép lại cái video thì một lần nữa anh muốn bó là sau khi có bò phải hứa với cô, cùng anh, cùng tất cả quý vị khán giả đang xem em đây này, đấy, là chăm sóc bò tốt để sau này có thêm cái đầu ra đầu vào. Nói ngắn gọn thôi, đấy em nói đi. Cháu cảm ơn cô Vân với các anh, các chị với các bác. Từ chúng ra bác nữa thì cháu sẽ hứa với các bác, với các cô là cháu sẽ cố gắng hết mức có thể mà để không để phụ lòng các anh với các cô, với cô Vân, phụ lòng các cô với các anh các chị được, để cháu có thể cố gắng. Cháu thì cháu nói thú thật ra thì cháu cũng chẳng làm được bấy nhiêu, nhưng mà cháu làm được bấy nhiêu thì cũng làm được bấy đấy thì trọng tâm mà đôi bò đi, cố gắng chăm tốt con bò. Đấy, trọng tâm là cháu sẽ chăm chỉ để nuôi gì cho nó sẽ chăm sóc tốt là được rồi. Cháu chỉ có thể chăm sóc thôi. Để không để phụ lòng các cô Vân với các anh các chị. Rồi, dù rẻ quá. Mạnh mẽ lên nhá. Bây giờ thì trời đang mưa rất là to, Khâm không biết là về kiểu gì đây các bác. Thời điểm hiện tại là vào 5 giờ xem nào. 5 giờ 20 phút rồi.
Hôm nay thì cũng may, sau khi là xong xuôi mọi cái công việc thì trời nó mới mưa nhiều hơn. Lúc đầu thì đi là dắt từ kia về nó chỉ mưa lất phất thôi. Bây giờ thì như anh bảo đấy, có vấn đề gì mà cần hỗ trợ thì có thể gọi cho anh. Số tiền thì cũng không còn nhiều đâu. Quả thật thì bây giờ là nếu mà chẳng may con bò nó đau ốm bệnh tật ấy, mình tiêm một mũi thuốc hay là mua một liều thuốc nào đó bên thú y ấy, nó cũng bao nhiêu tiền, tiền trăm, tiền triệu là đến ấy. Bởi vì không có một anh trai của mình làm bên thú y, duyên tiêm con chó con mèo thôi đã một mũi tiêm nó 300-500 nghìn là có, tùy từng cái loại vaccine, từng loại thuốc, chứ đừng nói là con bò to như thế này. Thế nên là còn 2,5 triệu mình cứ để phòng vào cái việc là chăm sóc hai con bò đi nhá. Anh không thì cũng không lấy đi đâu đâu. Qua là mình phải để một cái dự phòng đấy, dự phòng để trong trường hợp là mình phải tính đến chứ. Đấy, bây giờ như Khâm chia sẻ trước thôi, mua cái đôi bò độ khoảng 20 triệu chẳng hạn, hết sạch tiền. Cuối cùng về thì sau này đau bệnh tật, không biết làm cách nào khác. Kể cả gọi cho anh thì anh cũng chịu, anh cũng gọi, có anh có thể gọi thú y đến. Nhưng gia đình phải đi vay, đi mượn tiền, hoặc là có tiền thì trả cho người ta đến đây tận nơi, người ta làm dịch vụ thì người ta phải lấy tiền chứ. Đã không làm sai mà không có tiền thì làm sao được, đúng không? Đấy, nên là mình phải tính đến những cái phương án như thế. Và đặc biệt thì cái đôi bò này thì anh em mình quá là ưng ý rồi. Mẹ dáng cao, con thì khỏe, lông rất là mượt mà. Đấy, người ta chăm sóc được mượt mà, tốt được như thế. Về mình không có lý do gì là để bò bẩn này, để bò gầy này nhá. Chuồng trại thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, một ngày dọn phân một lần. Anh nghĩ rằng là những cái việc đơn giản thì em cùng các em của em làm được, đúng không? Đấy, trời mưa thì cũng phải chịu khó là lúc nào mà nó tạnh ấy, chịu khó mà đi cắt cỏ, mặc theo cái áo mưa đi nữa. Trơn thì em có thể không đi, nhưng mà các em của em phải đi. Mẹ thì già rồi, Minh thì hộ được cái gì thì hộ nhá. Nhà của Minh hiện tại, thưa cô bác anh chị, là mưa thì anh em hôm nay lại đang nghỉ làm mái, còn tiến độ thì là làm mái rồi các bác. Đấy. Thì Minh ở đây cũng phụ cậu thôi, còn phần chính thì vẫn là do cậu nhé. Cậu thì cậu làm được bao nhiêu làm. Có lẽ thì là một lần nữa thì cơ mà cảm ơn đến cô Vân, chúc cô thật nhiều sức khỏe cùng tất cả các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho em Pó nói riêng và những hoàn cảnh khác nói chung. Sẽ còn thật nhiều những cái video nữa đến hỗ trợ bà con như thế này, rất là ý nghĩa rồi. Cảm ơn các bác, các cô, mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.